Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2022 đã có một cuộc đối chất giữa Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud và bà Bộ trưởng Nông nghiệp của Đảng Lao động Julie Collins đã có cuộc tranh luận với nhau. Trong cái cuộc tranh luận này thì có những cái thông tin rất là quan trọng mình cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Hiện nay thì các bạn cũng biết được rằng Việt Nam đã ký kết chương trình visa nông nghiệp với chính phủ Úc, nhưng hiện tại Việt Nam vẫn chưa được cấp visa nông nghiệp để có những nhân công đầu tiên đi qua Úc làm việc. Bởi vì có những cái điều mà bây giờ chúng ta biết là lý do tại sao mà Việt Nam vẫn chưa có công dân nào qua bên Úc làm việc. Trong cái cuộc tranh luận này thì có những cái thông tin rất là quan trọng mà mình muốn gửi đến cho tất cả các bạn. Vấn đề thứ nhất là Đảng Lao động đã từ chối cho biết là họ có giữ hay hủy bỏ visa nông nghiệp khi được bầu hay không. Vấn đề thứ hai là trong cuộc tranh luận với ông Bộ trưởng David Littleproud, bà Bộ trưởng Nông nghiệp Collins của Đảng Lao động đã nói rằng thì thực AG là không có thực, đó là vấn đề, không có công nhân ở đây và chúng tôi sẽ có nhiều điều để nói trước ngày bỏ phiếu với chi tiết về giải pháp của chúng tôi là gì. Vấn đề thứ ba là ông Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud cáo buộc Đảng Lao động khi từ chối đồng ý với đề nghị luật cắt giảm thuế tại Thượng viện. Trước khi cuộc bầu cử, Liên minh đã cố gắng đưa một đề xuất cắt giảm một nửa thuế suất đối với một số thu nhập nhất định của những người visa nông nghiệp từ 32,5% xuống còn 15% của các công nhân nông nghiệp Úc và chương trình dịch chuyển lao động Úc-Thái Bình Dương. Trong ngày 1 tháng 4, Liên đoàn Nông dân Quốc gia, ông Tony Maher cho biết nông dân đã thất vọng vì lao động đêm qua đã cản trở việc thông qua giảm thuế suất từ 32,5% xuống 15% cho những người làm việc theo ngành nông nghiệp Úc. Và chính vì điều này thì điều quan trọng thứ tư là một phóng viên Kate Sullivan của ABC cho biết cô đã được thông báo rằng các nhóm ngành đã được các quan chức chính phủ thông báo ngắn gọn về việc không mong đợi bất kỳ khách nào từ Việt Nam đến theo diện visa AG cho đến khi mức thuế được áp dụng đối với lao động PALM và visa nông nghiệp. Có nghĩa là sẽ không có bất kỳ công nhân Việt Nam nào qua bên Úc làm việc với cái chương trình visa nông nghiệp cho đến khi mức thuế sẽ được áp dụng từ 32,5% xuống còn 15%, bao gồm cả chương trình PALM và visa nông nghiệp. Và ông Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud nói rằng vì vậy một phần của luật nó sẽ áp dụng thuế suất đối với khách du lịch ba lô đối với lao động cấp thị thực nông nghiệp từ 32,5% xuống còn 15%. Đảng Lao động nói không, chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Sau khi các bậc thầy chính trị của họ, Liên đoàn Công nhân đã tiến vào các đại sứ quán và nói chuyện với các đại sứ. Không cho phép công nhân của các bạn đến Úc vì sẽ bị bóc lột. Và đây là một cơ hội để gửi một tín hiệu đến Việt Nam, một quốc gia có chủ quyền muốn gửi công dân của mình đến đây làm việc, đã đăng ký với tư cách là một quốc gia tối cao. Và ông cũng nói rằng, sau 5 tháng khi chính phủ cho biết công nhân cấp visa nông nghiệp sẽ đến trang trại của Úc, đã có sự tắc nghẽn giữa các cơ quan chính phủ trong quá trình cấp visa nông nghiệp. Và bên cạnh đó thì một sự nhận định của ông Jo Ho, giám đốc điều hành của Workbeat Australia, có sự thiếu hụt nghiêm trọng lao động trong lĩnh vực này đến mức cơ quan cấp cao đã kêu gọi xem xét tất cả các phương án để thu hút lao động, bao gồm các điều khoản thuế, lợi nhuận cho lao động trong nước và nước ngoài. Do đó, chúng tôi rất thất vọng vì thuế suất không được giảm. Bên cạnh đó thì Chủ tịch Liên đoàn Nông dân Quốc gia, bà Simpson, nói rằng thật không may, bà Collins vẫn chưa thể đưa ra sự đảm bảo rằng lao động sẽ ủng hộ visa nông nghiệp nếu họ giành được chính quyền. Thì đây là những cái thông tin rất là quan trọng trong cuộc đối chất của ông Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud của Liên đảng Tự do cùng với bà Collins, Bộ trưởng Nông nghiệp của Đảng Lao động. Thì những cái thông tin này mà mình cũng gửi đến cho tất cả các bạn để các bạn hiểu được rằng hiện tại chương trình visa nông nghiệp vẫn chưa được cấp cho Việt Nam nếu như thuế suất vẫn giữ là 32,5%. Và chúng ta hãy đợi xem những ngày tháng tới trước khi cuộc bầu cử xảy ra thì đảng lao động sẽ có chấp nhận chương trình visa nông nghiệp hay không, và bên cạnh đó cũng sẽ chấp nhận cái thuế suất từ 32,5% xuống còn 15% cho chương trình visa nông nghiệp cũng như là chương trình PALM hay không. Thì nếu như mà những cái điều này được thông qua thì đồng nghĩa là chương trình visa nông nghiệp sẽ được sự ủng hộ từ chính đảng lao động. Và mình hãy đợi xem những cái thông tin tiếp theo khi mà có những thông tin được cập nhật từ visa nông nghiệp thì mình cũng sẽ chia sẻ đến cho tất cả các bạn ha. Mình hy vọng rằng thì sau cái video này thì mình nghĩ các bạn hãy nên học tiếng Anh thôi và làm những hồ sơ cá nhân của mình. Và bên cạnh đó thì hiện tại chúng ta không nên là tham gia hoặc là đóng tiền với bất cứ một dịch vụ nào cho cái chương trình visa nông nghiệp, bởi vì mình đã chia sẻ các bạn và cũng nhắn nhủ các bạn rất là nhiều lần là các bạn hãy đợi những cái thông tin chính thức từ chính phủ Úc và chính phủ Việt Nam là bắt đầu phát hành cũng như là tuyển nhân công cho chương trình visa nông nghiệp, thì lúc đó chúng ta mới hãy tiến hành nộp hồ sơ và làm tất cả giấy tờ. Còn bây giờ chúng ta hãy đợi xem những thông tin từ chính phủ Úc xem nếu như đảng lao động lên nắm quyền thì đảng lao động có giữ chương trình visa nông nghiệp hay không, hay sẽ hủy bỏ. Và bên cạnh đó thì nếu như đảng lao động giữ chương trình visa nông nghiệp thì có giảm thuế suất từ 32,5% xuống còn 15% hay không. Và đó là những cái thông tin mà chúng ta đang theo dõi. Và trong trường hợp nếu như đảng lao động lên nắm quyền mà giữ chương trình visa nông nghiệp cũng như là giảm thuế suất xuống 15% thì đồng nghĩa là lúc đó Úc sẽ chấp nhận chương trình visa nông nghiệp cũng như là Việt Nam sẽ được cấp visa cho chương trình visa nông nghiệp, thì lúc đó các bạn mới được tham gia vào chương trình visa nông nghiệp này ha. Một vài thông tin chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.